Cái hàng mà cây bé thì nhà mình còn có cả những cái gốc rất là to như thế nhá bạn nhá. Cái đường kính gốc này nó rơi vào khoảng tầm 7 đến 8. Thoát 1, 2, 3, 4. Cây cao khoảng tầm 8, 90 phân ạ. Tán cành các thứ đẹp. Cây tám. Đây là một cây ạ. Còn mấy cây đây nữa? Cây rất đẹp luôn bạn ơi. Các bạn có nhu cầu thì alo nhá. 097 797 3535 ạ. Cây to là nhà mình có 4 cây nhá bạn nhá. Để các bạn lựa chọn nhá. Đứng xa xa ra một chút xíu để cho thấy được hết cả cái cây ạ. Cây nào cây đấy đợt này bây giờ nó đang quả rồi. 2 3 4 5 6 7 cây này được 1,4 m. Cành tán quả rất đẹp luôn.